Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và chúng ta cuối cùng cũng đã có cái tin tức lớn trong tháng này Đó chính là phần trăm lạm phát các bạn Lần này đó thì chỉ số CPI rất là quan trọng liên quan đến Fed sẽ làm gì bước kế tiếp Và nói thật hôm nay đây chỉ số tuy là nhìn riêng một tháng này thì nó cũng không, không phải tệ các bạn Đương nhiên là không như mong muốn rồi Nhưng mà nào mà theo dõi kênh trên những mạng xã hội cũng đã biết cái thông tin chính thức được như thế nào rồi Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa nhưng mà cái tin tức chúng ta nhận được ngày hôm nay đó là không tốt tuy là nó chỉ tệ hơn kỳ vọng một chút nhưng mà thật ra nó nó đã đánh dấu là 3 tháng liên tục chỉ số cpi tăng trở lại các bạn không những là giảm mà còn tăng trở lại thì mới đầu chúng ta có chỉ số cpi hồi tháng 1 đã tăng một chút thì có thể đó là một cái ngoại lệ rồi chúng ta có chỉ số cpi tháng 2 đã tăng nữa thì chúng ta có hai tháng tăng liên tục thì có thể đó cũng là một cái ngoại lệ nhưng mà chúng ta hôm nay đã có 3 tháng chỉ số cpi tăng liên tục rồi thì khả năng ngoại lệ nó không còn cao nữa các bạn và và đây là một vấn đề rất là lớn cho chủ tịch John Powell thì chúng ta sẽ nói chi tiết thêm một lát nữa và chúng ta có nhiều thông tin lớn ngày hôm nay và thật ra hôm nay chúng ta có hàng loạt những tin tức tốt các bạn cùng với một tin tức rất là xấu cho Uniswap chúng ta chia sẻ thêm và chúng ta trước hết á, thì có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay rất là đỏ các bạn chúng ta nhìn thấy là chỉ số Dow Jones đã giảm hơn một phần trăm hơn 400 điểm ngày hôm nay chỉ số S&P 500 nên thì giảm 0.95 và Nasdaq đã giảm 0.84 những chỉ số này đó, các bạn có thể được là giảm hỗ trợ là một phần trăm nhưng mà thực sự nó rất là lớn tại vì những chỉ số này nó không có di chuyển nhiều hàng ngày chúng ta có thể làm quen với lại thị trường crypto ra mỗi ngày là giá di chuyển 4-5% là bình thường Nhưng mà chúng ta thấy là những chỉ số lớn này đó, Thì mỗi ngày di chuyển 1% là coi như nhiều rồi Và rất là đỏ các bạn Pre-market bây giờ đó thì cũng đang đỏ một chút xíu Không phải nhiều lắm nhưng mà vẫn tiếp tục đỏ Chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Futures thì giảm 0.07% Hồi sáng này đó khi mà chúng ta có tin tức liên quan đến phần trăm lạm phát Thì các bạn nhìn thấy được là vàng đó cũng đã có cái sự điều chỉnh xuống ngay lúc đó Để bấm vào các bạn sẽ nhìn thấy được Nhưng mà ngay sau đó đó chúng ta thì được vàng đã có một cái sự hồi phục lại các bạn Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình bạn giảm rồi sau đó họ phục lại ngày hôm nay nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra đối với lại BTC khi mà chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó hồi sáng này khi mà có tin tức liên quan đến CPI không mong đợi đó đã dẫn đến là giá Bitcoin đã giảm nhanh xuống tới cái mức là chỉ có 67.400 đô thôi các bạn nhưng mà ngay sau đó đó các bạn nhìn thấy được là nhanh chóng hồi phục trở lại và không những mà hồi phục lại đó, mà còn cao hơn ngày hôm qua nữa các bạn chúng ta hôm nay đã hai lần liên tục chạm 71.000 đô rồi bây giờ chúng ta đang mức là 70 800 đô và cả thị trường crypto ngày hôm nay đó đều refresh lại các bạn thấy được là có có sự tăng trưởng là 1.7% nghĩa là vốn hóa là khoảng 2.7 nghìn tỷ thì Bitcoin tăng ngày hôm nay là khoảng 3% các bạn dựa theo con gold chúng ta có Ethereum cũng tăng 2%, chúng ta có BNB đó thì tăng 6.5%, Solana đó thì chỉ tăng có 1.3 mà thôi, XRP tăng 2.4, chúng ta có Dogecoin tăng 6.3, Thencoin tiếp tục tăng trưởng các bạn tăng gần như là 10% so với giá của ngày hôm qua nhưng mà chúng ta có một đồng đó thì lại giảm các bạn đó chính là Uniswap Uniswap hiện bây giờ đang giảm 12.8% tại vì sao tại vì Uniswap đó chuẩn bị bị kiện bởi SEC chúng ta sẽ nói chi tiết thôi để chuẩn bị sẵn nhiều tin tức để mình chia sẻ với các bạn còn về thị trường cả ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là phần lớn là màu xanh chúng ta có cái sự điều chỉnh ban đầu khi mà có chỉ số cpi nhưng mà sau đó thị trường đã hồi phục trở lại ngoại trừ chúng ta thấy được là chứng khoán bây giờ đó thì vẫn đang đỏ hiện tại thì tại sao trước hết chúng ta hãy nhìn vào chỉ số cpi đi thì các bạn thấy được là chỉ số cpi tháng này phần trăm lạm phát đó là 3.5% phần trăm trong vòng 12 tháng qua. Tháng trước đó đó là 3.2%, ước tính là 3.4 nghĩa là cái chỉ số CPI đã cao hơn ước tính một chút của bạn 0.1%. Còn về Core CPI đó, thì các bạn thấy được là cái tháng này là 3.8%, tháng trước cũng là 3.8%, ước tính là 3.7%, đăng lý đó chúng ta sẽ nhìn thấy là giảm chút xíu các bạn, giảm 0.1% nhưng mà không. Core CPI nghĩa là phần trăm làm phát mà không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì ở cái mức là 3.8 như là tháng trước đó các bạn nghĩa là gì nghĩa là nếu chúng ta chỉ nhìn vào tháng này và tháng nọ đó thì nó không có thay đổi nhiều lắm nhưng mà sự thật đó, đây đánh dấu 3 tháng liên tục như thường chia sẻ đầu video đó là 3 tháng liên tục chỉ số CPI đã tăng trở lại và core CPI không giảm các bạn Ít ra chúng ta cũng biết được là có cái gì đó đang xảy ra chứ không phải là một ngoại lệ đâu. 3 tháng liên tục đó thì khó có thể xem như ngoại lệ. Mặc dù là 6 tháng trước đó Chúng ta có cái sự suy giảm của CPI, nhưng mà 3 tháng này thì lại tăng ngược trở lại. Và ít nhất chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát nó dài dẳng hơn là Fed nghĩ. Và điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định giảm lãi suất của Fed. Và bây giờ đó, khả năng cao họ sẽ trì hoãn. Thường tôi chia sẻ với các bạn một số những tin tức đến từ chỉ số cpi bây giờ đó thì trường đang nghĩ sao. Nhưng mà hôm nay tôi không có đánh dấu những cái mặt hàng này. Tại vì thường nó mỗi lần mà có chỉ số phần trăm lạm phát thường cùng các bạn xem coi là những mặt hàng nào tăng mặt hàng nào giảm thì trên căn bản nếu chúng ta nhìn vào cái cột tháng 2 và tháng 3 Tại vì bây giờ chúng ta ở tháng 4 thì chúng ta có cái chỉ số phần trăm lạm phát của tháng 3 rồi tháng 5 chúng ta mới có phần trăm lạm phát của tháng 4. Nó luôn trễ một tháng nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là những con số này đại diện cho là so với tháng trước đó những mặt hàng này tăng hay là giảm thì chúng ta cũng không cần phải nhìn kỹ quá các bạn. Thường đó chúng ta sẽ nhìn từng mặt hàng một xem coi là chúng ta có phát hiện gì hay là không. Nhưng mà đợt này đó thì các bạn thấy được là mọi thứ nó cũng tương đương như là tháng trước đó cho nên chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm lạm phát nó cũng như vậy, nó không có suy giảm các bạn, tại vì cái mức tăng trưởng giá của những cái mặt hàng này thì nó cũng tương đương như là tháng trước đó Các bạn nên hiểu đó Khi chúng ta nói tới phần trăm lạm phát CPI giảm hay là tăng Chúng ta không phải nói đánh giá của những mặt hàng này giảm hay là tăng Mà chúng ta nói đến là cái tốc độ tăng trưởng lạm phát của những mặt hàng này như thế nào Giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta nói tới là lương thật đi Thì các bạn thấy được là lương thật đó thì tăng 0.1% so với tháng trước đó chứ không phải là giảm các bạn giảm như ta phải có cái dấu trừ như thế này thì mới coi như là mặt hàng đó đã giảm giá so với tháng trước đó nhưng mà chúng ta thấy được là tháng này và tháng nọ đó phần lớn mặt hàng đều tiếp tục tăng và tiếp tục tăng chỉ là cái tốc độ tăng trưởng chậm hơn mà thôi có nghĩa là chúng ta không phải nói tới giảm phát giảm phát là mặt hàng giảm theo thời gian các bạn nhưng mà chúng ta đang nói đến là phần trăm lạm phát tăng chậm trở lại giá của những mặt hàng đó đã tăng từ năm 2020 đến bây giờ rồi cái mà Fed nói đó chỉ là muốn như mặt hàng này bây giờ đã tăng tới mức này rồi thì sau này tăng chậm lại chứ không phải là trả chỉ về cái mức cái năm 2020 lạm phát đã có rồi các bạn đây là cái hậu quả chúng ta phải gánh chịu khi mà tiền được in ra quá nhiều và nó sẽ như vậy và cứ tiến tới mà thôi chỉ là tiến tới với kỳ vọng là tốc độ chậm hơn nhưng mà ngay bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được tốc độ cái mức là khi chúng ta nhìn vào CPI đó vẫn là 3.5 không những là chậm hơn so với tháng trước đó hay là tháng trước đó nữa mà còn nhanh trở lại các bạn cho nên Fed đang có một bài toán rất là đau đầu và chúng ta có thể nhìn thấy được hồi sáng này đó khi mà có tin tức thì mới đầu đó chúng ta nhìn vào vàng chúng ta nhìn vào uh, bitcoin chúng ta nhìn vào dow Jones chỉ số của chứng khoán hoa kỳ đó thì uh, cả ba đều lao vực nhưng mà vàng mà bitcoin đã tăng lại ngày hôm nay thì trước hết tại sao mà khi mà có thông tin cpi thì nhiều tài sản cùng nhau lao vực cùng một lúc tại vì chúng ta biết là có cái sự kỳ vọng rất là nhiều người đó đang kỳ vọng chúng ta có một cái chỉ số cpi tốt sẽ khiến cho fed giảm lãi suất trong cái mùa hè này như là đã nói nhưng mà sự thật đó, giá đã giảm từ hôm qua rồi các bạn đã nhớ thường đã chia sẻ đó là thị trường đỏ ngày hôm qua giống như là ai đó đã biết trước thông tin về CPI rồi cho nên họ đã đâm trước khi mà có tin tức thật ngày hôm nay. Tại vì các bạn thấy được là khi mà có tin tức liên quan CPI đó thì đó chứng khoán Hoa Kỳ vẫn chưa có mở cửa. Mở cửa thì đương nhiên là một màu, màu đỏ rồi. Nhưng mà các bạn đang thấy được hôm qua đã giá đã xuống rồi thì có ai đó đã biết trước. Thì chúng ta có một cái tin tức được chia sẻ bởi bo Choi các bạn bằng có cái thông tin á, là những ngân hàng như là JP Morgan và BlackRock đó đợt này là những công ty đang nhận được thông tin nội bộ về số liệu lạm phát hôm nay từ cục thống kê lao động trước khi mà công bố nghĩa là họ đã có thông tin trước đó rồi các bạn cái này cũng không gì ngạc nhiên đâu các bạn đang trên thị trường đã phản ứng ngày hôm qua thì có ai đó đã biết thông tin cpi không được tốt Thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn tuy nhiên đó đây chỉ mới là phản ứng ban đầu mà thôi như thường chia sẻ hồi sáng này chúng ta phải chờ một thời gian nữa mới biết là tình hình thật như thế nào chúng ta muốn xem coi là sau khi mà có chỉ số cpi công bố như vậy rồi đó thì kỳ vọng giảm lãi suất nó có thay đổi nhiều hay là không và một điều nữa đó có nhiều bạn hỏi là cái này nó có liên quan như thế nào đối với lại thị trường tài chính nói chung thì các bạn đã biết là thị trường tài chính là một thị trường hoạt động theo kỳ vọng và kỳ vọng đó là sẽ có đợt giảm lãi suất trong mùa hè này và ước tính ban đầu là khoảng tháng 7 các bạn khi mà Fed giảm lãi suất cũng đồng nghĩa là khi các bạn mua công trái phiếu Hoa Kỳ đó những công trái phiếu mới thì sẽ được bán với lãi suất thấp hơn các bạn nhưng mà hồi sáng này khi mà có chỉ số CPI đây dẫn đến là chúng ta thấy được là cái phần trăm của công trái phiếu đã tăng trở lên các bạn đây là phần trăm công trái phiếu 10 năm ở Hoa Kỳ đã tăng lên tới mức là khoảng chừng 4.5% đây là cái mức cao nhất kể từ tháng 11 các bạn thấy được là từ tháng 11 đó, tới bây giờ thì người ta đều có kỳ vọng là sẽ giảm lãi suất cho nên người ta không có muốn thu mua nhiều công trái phiếu nhưng mà ngược lại các bạn nhìn thấy được là bây giờ đó thì cái phần trăm không trái phiếu 10 năm đã tăng lên thì có thể hiểu như thế này. Khi các bạn đầu tư vào không trái phiếu nhất là khi chúng ta nói tới công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ đó thì nó rất là an toàn, chỉ khi nào các bạn nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ vỡ nợ, phá sản thì mới không trả tiền các bạn mà thôi chứ nếu không đó thì nhiều người xem như là các bạn đầu tư vào không trái phiếu Hoa Kỳ là một cách đầu tư mà mang đến lợi nhuận mà không có rủi ro nhưng mà ngược lại đó thì các bạn nên biết là cái lãi suất đất không có được cao và khi mà các bạn so sánh với bất cứ mã đầu tư nào giống như các bạn nói là mình đầu tư vào chứng khoán mình có thể kiếm được là 10% một năm thì 10% một năm có nhiều hay không đó thì các bạn trước hết là phải nghĩ đến nếu như các bạn đầu tư vào một mảng an toàn hơn thì được bao nhiêu giống như chúng ta nói tới là công trái phiếu 10 năm đi là 4.5% thì các bạn phải lấy 10% lời bên chứng khoán trừ cho 4.5 cái phần còn lại đó là 6.5 đó mới là cái phần lời các bạn thì câu hỏi bây giờ là các bạn đầu tư vào chứng khoán để được lời thêm 6.5% chấp nhận rủi ro đó để có thêm cái phần lời 6.5 thì có hợp lý hay là không đó là mỗi người sẽ có câu trả lời riêng các bạn nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây đó là khi mà công trái phiếu Hoa Kỳ có cái sự tăng trưởng lãi suất như vậy thì nó sẽ hút dòng tiền trở về công trái phiếu các bạn một số lượng người đó thì họ nói là bây giờ đó có thể là Fed sẽ không giảm lãi suất năm nay hay là nếu giảm phải đợi lâu lắm cho nên bây giờ đó thì đẩy tiền người trở về công trái phiếu tại vì lãi suất nó sẽ ở mức cao một thời gian nữa đó cũng là một trong những lý do tại sao chúng ta thấy được là khi mà có những cái hiện tượng xảy ra giống như chúng ta nói tới là thời dịch bệnh hay là chúng ta nói tới hồi sáng này khi mà có những cái tin tức như vậy đó thì tại sao tất cả tài sản đều giảm hết cùng một lúc cho dù chúng ta thấy được nhiều tài sản như là vàng đó thì người ta xem đó như là một cái công cụ lưu trữ giá trị chứ không giống như là chứng khoán nhưng mà cả hai đều giảm và bitcoin cũng giảm luôn tại vì đó là phản ứng ban đầu của bạn cũng giống như chúng ta nhớ đến thời dịch bệnh đó, năm 2020 hồi tháng 3 của năm đó khi mà chúng ta bắt đầu có tin tức lớn liên quan đến dịch bệnh thì các bạn đang nhớ là tất cả tài sản đều giảm hết không cần biết các bạn lưu giữ tài sản gì tất cả đều giảm hết tại vì người ta cần tiền mặt đó cũng là cái hiệu ứng ngắn hạn nhưng mà sau đó thì các bạn đã thấy tình hình như thế nào rồi và hôm nay cũng như vậy chứng khoán thì vẫn đỏ nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là vàng và bitcoin lại có sự hồi phục và tăng trở lên tại vì sao các bạn tại vì đối với lại vàng thì các bạn đã dễ hiểu rồi người ta lưu trữ vàng trong những lúc bất ổn và khi mà fed càng chờ đợi lâu để mà giảm lãi suất thì khả năng có suy thoái tài chính nó càng nâng cao lên. Thông đã từng chia sẻ với các bạn một cái ví dụ giống như là chúng ta thấy được chủ tịch John Powell ông đang bình tắc của mình và ông bước tới từng bước một và phía trước ông nó là vực thẳm thì ông cứ bước tới từng bước từng bước một và cái mà ông muốn làm đó là ông muốn bước tới cái bước cuối cùng trước khi mà rơi xuống vực rồi sau đó ông quay đầu trở lại cái đó rất là khó các bạn mỗi một bước mà ông bước tới đó thì nguy hiểm nó càng tăng cao hơn thì cũng giống như bây giờ mỗi một ngày mỗi một tháng mà Fed chờ đợi để giảm lãi suất thì cái nguy cơ có suy thoái tài chính tăng cao lên các bạn thì vàng tăng các bạn cũng dễ hiểu rồi nhưng mà bitcoin thì sao các bạn bitcoin đó thì những lúc như này các bạn mới thấy được không phải ai Lúc mà giá cả tăng, mọi thứ đều tốt đó, thì sẽ có nhiều người nói là tất cả chỉ là FOMO mà thôi cho nên giá Bitcoin có tăng chứ nó không có bất cứ một lý do gì người ta mua để mà lưu trữ hết tại vì người ta FOMO vào. Nhưng mà một trong những điều có thể khiến cho lập luận đó nó không có hiệu quả đó chính là khi các bạn nghĩ đến những năm như năm 2019 đi. Lúc đó thì ai FOMO các bạn? Năm 2018 19 khi mà giá Bitcoin rớt xuống chứ còn có 3.800 đô thị trường cực kỳ ảm đạm thì từ lúc 3.800 đô tăng lên thì ai mua và tại sao không lẽ các bạn nói lúc đó người ta cũng FOMO các bạn lúc đó mà nói tới Bitcoin đó thì ai cũng chạy trốn hết các bạn và năm 2022 mới đây thì sao cũng như vậy khi mà giá xuống 15.000 thì lúc đó các bạn có thấy ai FOMO không thị trường cực kỳ ám đạm nhưng mà vẫn có người thu mua tại vì người ta có lòng tin thì cũng như vậy các bạn chúng ta nghĩ là hôm nay là một trong những dẫn chứng giống như là giờ này năm ngoái lúc mà chúng ta có cái sự sụp đổ của một số ngân hàng địa phương ở Hoa Kỳ thì giá Bitcoin cũng tăng tại vì thật sự là có nhiều người nghĩ Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị có thể là bạn không đồng ý cái đó cũng bình thường thôi các bạn mỗi người tìm đến Bitcoin vì một lý do khác nhau giống như tất cả những loại tài sản có người đầu tư vào vàng tại vì họ thích vàng họ thích trang sức hay là họ cần vàng để họ sản xuất có người đầu tư vào vàng chỉ đơn giản tại vì họ muốn lưu trữ giá trị mà thôi cho họ cũng không dùng vàng để làm gì hết và cũng tương tự Bitcoin cũng gì các bạn có người đầu tư về Bitcoin vì lý do này hay là lý do kia nhưng mà thật sự là có người tin Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị cho nên chúng ta mới thấy những lúc như thế này giá Bitcoin vẫn có thể có sự tăng trưởng chứ nếu không thì nó đã đi theo chứng khoán là các bạn và chúng ta sẽ không có sự hồi phục như là ngay bây giờ và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn Xem và đây là nền tảng giao dịch tài chính lâu năm với hơn 10 triệu khách hàng từ 190 quốc gia khác nhau và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ Xem Hôm nay đó thì XM muốn giới thiệu với các bạn một tính năng phù hợp cho người mới hay cả những người mà đã có sẵn hệ thống giao dịch hiệu quả để hai bên có thể cùng nhau kiếm lợi nhuận trong thị trường này. Đó chính là chức năng sao chép giao dịch. Nếu như bạn là một chuyên gia với kinh nghiệm và chiến lược đầu tư thành công, bạn có thể tham gia vào cộng đồng sao chép giao dịch từ XM để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Bằng cách này đó bạn không chỉ giúp những người mới bắt đầu có cơ hội đầu tư ổn định mà còn có thể tạo ra một nguồn thu nhập thêm từ hệ thống giao dịch của mình. Việc đăng ký và trở thành chuyên gia chia sẻ chiến lược đó thì rất dễ thao tác ở trên XM. Bước đầu tiên, các bạn đăng nhập vào tài khoản XM và chọn Copy Trading. Có thể vào Setting để chọn ngôn ngữ tiếng Việt và có thể lưu lại cài đặt này. Bước thứ hai là các bạn vào khu vực nhà quản lý chiến lược. Bước thứ ba là chọn tạo chiến lược và điền thông tin chi tiết. Và những tiếp theo để mà hoàn thành lợi nhuận cho mỗi lần chiến lược của bạn được sao chép có thể lên tới là 50%. Ngoài việc kiếm lợi nhuận thông qua sao chép giao dịch, XM hiện cũng có chương trình nạp thưởng khuyến mại 100% lên đến 500 đô dành cho cả những người cũ lẫn người mới. Các bạn có thể tận dụng những ưu đại và tính năng của nền tảng để gia tăng vốn và có thể áp dụng những chiến lược như là trung bình giá cho những cái tài sản dài hạn. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ xem. Như như nào, con thú muốn tìm hiểu những thông tin chi tiết đó, thì bên dưới sẽ là link thì các bạn bấm vào để tìm hiểu thêm. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với video ngày hôm nay. Nhưng mà những cái đó là những cái xảy ra ngắn hạn hôm nay ngày mai ngày mốt, nhưng mà về dài hạn thì sao các bạn? Cái thông tin về CPI 3 tháng liên tục không tốt này nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Đối với những gì mà chúng ta nói tới trước đây liên quan tới khả năng fed giảm lãi suất thì các bạn đã biết là nếu như bây giờ đó cuộc họp tháng năm tới đây mà Fed vẫn tiếp tục bàn về việc giảm lãi suất thì chỉ có hai lý do mà thôi các bạn thứ nhất là họ đang lo lắng và dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái nhưng mà họ chưa nói ra thứ hai là áp lực chính trị rất lớn trong năm bầu cử để mà giảm lãi suất hoặc là cả hai luôn các bạn áp lực cũng có mà họ cũng lo lắng suy thoái nếu như mà không giảm dần đến suy thoái tài chính thì cái đó nó càng lớn chuyện hơn nữa và đó là cái bài toán cực kỳ khó mà chủ tịch John Powell phải giải bây giờ và các bạn thấy được là hôm nay thì tin tốt nhất liên quan đến lạm phát đó chính là Jim Cramer hồi sáng này đang chọc quê những người mà chờ đợi phát chắc lãi suất các bạn các <laughs> bạn được là sau đó thì giá của Bitcoin đã tăng trở lại rồi nói chung đó là Jim Cramer chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng hết <laughs> còn về khả năng giảm lãi suất ra sao thì chúng ta có thể nhìn từng tháng một xem coi là hiện bây giờ ra thị trường nghĩ sao về giảm lãi suất tháng 5 này đó thì 94% nghĩ là sẽ không có giảm lãi suất chỉ có 5.9% nghĩ là giảm mà thôi nhưng mà ngay cả cái này nó cũng khá là thú vị các bạn tại vì cách đây vài ngày trước khi mà có chỉ số CPI chúng ta đây thấy được là có một thời gian đó, con số nghiêng về là không giảm lãi suất tháng 5 này là lên tới gần 100% sau khi mà có tin tức đi qua đó, CPI ngày hôm nay đó thì cái bên nghiêng về là sẽ có một đợt giảm lãi suất trong tháng 5 này là 5.9 nó rất là thú vị các bạn tại sao cái phần trăm này lại tăng lên sau khi mà có cái chỉ số CPI xấu như vậy nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là tháng 5 này đã khả năng cao là giữ nguyên lãi suất chúng ta cũng đã biết rồi cái này cũng không có gì mới mẻ và tháng 6 thì sao các bạn tháng 6 đó thì 81.3% nghĩ là Fed giữ nguyên lãi suất cái này cũng giống như những gì chúng ta biết trước đây rồi không có gì khác biệt hết trước khi mà có chỉ số CPI hôm nay đó thì đó đã là cái thông tin chúng ta biết rồi vào tháng 7 thì sao các bạn tháng 7 đó thì đã có sự thay đổi trước đây các bạn đã nhớ là cái kỳ vọng giảm lãi suất đợt đầu tiên là vào tháng 7 nhưng mà bây giờ thì sao các bạn hiện bây giờ đã Fed Rate có nghĩa là cái phần trăm lãi suất của Fed là 5.25 tới 5.5 thì chúng ta nhìn thấy được là 5.25 tới 5.5 là cái phần trăm cao nhất 55.3% đương nhiên về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn. Có nghĩa là đã có sự thay đổi rồi. Fed bây giờ đó khả năng cao là không giảm vào tháng 7 thì khi nào họ mới giảm? Chúng ta qua tháng 9 đi. Cuộc họp kế tiếp tháng 9 thì tháng 9 chúng ta nhìn thấy được cái cột mà có 45% này cột cao nhất đó là 5 tới 5.25 nghĩa là cái tháng đầu tiên bây giờ kỳ vọng giảm lãi suất đó chính là vào tháng 9 của năm nay các bạn đã dời lại từ tháng 7 qua tháng 9 dời lại khoảng chừng là hai tháng và chúng ta thấy được đợi giảm lãi suất là như thế nào các bạn có thể nhìn thấy được là trước đây đó là kỳ vọng tháng 7 tới tháng 11 nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta phải đợi tới tháng 12 đó là cái tháng mà chúng ta có cái phần trăm cao nhất nghiêng về giảm lãi suất là 33.8% thì chúng ta bây giờ đó vẫn còn cái cơ hội là có hai đợt giảm lãi suất thị trường vẫn nghĩ như vậy và nó chỉ trì hoãn mà thôi, nó chỉ bị đẩy lùi về tháng 9 tới tháng 12 thì đây cũng có thể là một lý do tại sao mà thị trường sau khi hoảng loạn trong thời gian ngắn thì đã bình tâm trở lại, tại vì khả năng bây giờ đó chỉ là cần phải chờ đợi thêm thông tin, có khả năng là tháng 5, tháng 6, tháng 7 có chỉ số CPI như mong đợi rồi chúng ta sẽ có một cái đợt giảm lãi suất vào tháng 9 và cũng như là chúng ta mong đợi sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong cái năm nay. Đó là kỳ vọng thị trường hiện bây giờ vẫn là hai đợt, chỉ là trì hoãn mà thôi. Và chúng ta thấy được là JP Morgan CEO đó thì đã gửi một cái lá thư đến những cổ đông và trong lá thư này ông nói là khá nhiều thứ các bạn nhưng mà chủ yếu đó liên quan tới lãi suất thì CEO của JP Morgan nói là ông chuẩn bị cho tất cả kịch bản từ lãi suất Fed giảm về 2% hay tăng tới 8% các bạn hoặc là hơn thì các bạn thấy được là lãi suất bây giờ chỉ có 5 tới 5.25 mà thôi mà tăng lên tới 8% hoặc là hơn thì nó kinh khủng cỡ nào và chúng ta có thể là cười ông nói là nói gì cũng nói được nói gì thì ai cũng nói được nhưng mà sự thật cho thấy là với tình hình hiện tại đó thì chẳng ai biết được Fed sẽ làm gì kế tiếp các bạn tôi không nghĩ là Fed biết mình cần làm gì kế tiếp cho nên làm sao mà những người như là thôi mà các bạn biết là Fed sẽ gì kế tiếp được ngắn hạn là như vậy nhưng mà dài hạn đó thì tôi nó chia sẻ khá là nhiều rồi dài hạn đó thì lãi suất sẽ giảm nhanh hay là chậm tùy theo là có suy thoái tài chính hay là không và tài sản đó giá tăng hay là giảm ngắn hạn là có suy thoái hay không mà thôi nhưng mà về dài hạn thì khi mà lãi suất giảm cho dù có suy thoái này nữa đó thì tới cuối cùng các bạn chỉ là nếu có suy thoái đó thì chúng ta phải chờ đợi thêm thời gian và tài sản sẽ giảm giá nhưng mà đó cũng là một cơ hội cho nhiều người có thể thu mua và ở mức giá tốt hơn rồi sau đó giá lại sẽ có sự hồi phục các bạn cũng như là nhiều đợt trước đây rồi chúng ta đã trải qua dịch bệnh chúng ta cũng đã trải qua thời kỳ năm 2008 các bạn lúc đó là lúc mà Thùng mới gì đi làm và trước đó nữa là năm 2000 các bạn chúng ta có bong bóng com chúng ta có cuộc tấn công 91 của Hoa Kỳ nhưng mà mọi thứ đó thì vẫn được trải qua các bạn và thị trường lại hồi phục trở lại và thông tin sau này cũng như vậy mà thôi tại vì tới cuối cùng đó thì chính phủ sẽ phải giảm lãi suất bơm tiền vào cho thị trường để kích thích nền kinh tế mà cái chúng ta nên chú tâm đó chính là tích lũy tài sản các bạn bao nhiêu năm qua người mà có thể đạt được những thành công tài chính là người mà lưu trữ nhiều tài sản và chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó thì sau khi có chỉ số cpi chúng ta có cái thông báo trực tiếp đến từ tổng thống joe biden các bạn thì các bạn thấy được trên màn hình đây là tổng thống joe biden cùng với lại thủ tướng của nước Nhật các bạn nhưng mà đã có một câu hỏi liên quan đến chỉ số CPI ngày hôm nay đã cao hơn kỳ vọng thì tổng thống Joe Biden có còn tin là sẽ có giảm lãi suất năm nay hay là không thì các bạn thấy được tổng thống Joe Biden đã trả lời trực tiếp là việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể bị trì hoãn bởi một tháng hoặc lâu hơn nhưng mà sẽ có cắt giảm lãi suất trước cuối năm đó là cái thông điệp đến từ tổng thống Joe Biden các bạn và tổng thống Joe Biden nói là lạm phát đã giảm từ 9% xuống còn 3% rồi trên chân bạn các bạn đã biết được là bên tổng thống Joe Biden là nhà trắng và ở bên Fed là cục dự trữ liên bang ở Hoa Kỳ hai cái này là hai đơn vị độc lập với nhau các bạn có nghĩa là tổng thống Joe Biden cũng không thể kêu chủ tịch Fed làm gì hết trên căn bản là như vậy nhưng mà con biết là liên quan đến áp lực chính trị thì năm nay rất là mạnh hai đảng ở hoa kỳ đây thì luôn đối đầu với nhau nhưng mà có một điểm chung đó là cả hai bên các bạn cả hai bên quốc hội đều đang gây áp lực cho Fed là cần phải giảm lãi suất tại vì không chỉ riêng là tổng thống Joe Biden mà năm nay có rất nhiều chiếc ghế quốc hội cần phải được bầu cử lại các bạn và đương nhiên họ sẽ làm bất cứ cái gì có thể để ép chủ tịch John Powell phải giảm lãi suất các bạn. À, chúng ta cũng đã thấy được là tổng thống Joe Biden nói là ông có thể là bắt đầu cái chiến dịch để xóa nợ đi học cho khoảng chừng 40 triệu học sinh các bạn. 40 triệu học sinh và ông nói là ông có thể là xóa nợ học của họ nếu như họ đạt một số những cái mục tiêu và có thể xóa trước khi mà có bầu cử tổng thống thì tại sao các bạn đã biết rồi để cho ông có thêm phiếu bầu trong cái đợt này và các bạn cũng đang nghe thường chia sẻ nếu chúng ta nói đến là trung bình ước tính là khoảng chừng 20.000 tới 25.000 à, cho mỗi một người thì các bạn thấy được là tổng cộng là có tới 40 triệu người thì ước tính bây giờ là khoảng từ 400 tới 500 tỷ đô la các bạn và các bạn đã nhớ là trong thời tổng thống Joe Biden thì đã xóa nợ học cho 4 triệu học sinh rồi Nghĩa là 146 tỷ Bây giờ chúng ta thấy là sẽ xóa thêm 400 tới 500 tỷ nữa các bạn Và nếu các bạn là một trong những người Mà được xóa nợ rồi thì chúc mừng các bạn Thôi này không có may mắn như vậy các bạn Hồi xưa thường phải mượn tiền đi học Học cử nhân rồi học thạc sĩ rồi sau đó phải tự đi làm rồi kiếm tiền để trả. Nhưng mà nếu các bạn được xóa nợ đây thì chúc mừng các bạn. Nhưng mà tới cuối cùng nữa các bạn nên biết là cái số tiền này phải được trả bởi một ai đó. Tại vì khi các bạn đi học đó các bạn vay mượn tiền từ những ngân hàng mà bây giờ tổng thống Joe Biden đứng lên nói là xóa nợ thì đương nhiên phải thanh toán cho ngân hàng rồi chứ ngân hàng đâu có xóa nợ các bạn đâu là tổng thống Joe Biden xóa nợ nghĩa là gì các bạn nghĩa là tiền này phải đến từ một đâu đó 400 tới 500 tỷ đô la các bạn và chúng ta cũng đã biết là có thâm hụt ngân sách nghĩa là chúng ta thấy ở Hoa Kỳ đó thì tiền thuế thu vào không bằng cái số tiền chi tiêu ra thì đương nhiên không có tiền dư rồi để mà làm những chuyện này thì tới cuối cùng Nam Anh vẫn sẽ phải hoạt động các bạn và nó đã bắt đầu hoạt động từ nhiều nơi rồi Hoa Kỳ bây giờ đây cũng sẽ sắp sửa mở máy in và tăng tốc lên đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu video liên quan đến phần trăm lạm phát các bạn Một cái tin tức nó rất là quan trọng và nó có ảnh hưởng dài hạn Nên tôi muốn dành thêm thời gian để mà chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đến một cái tin tức khác cũng rất lớn ngày hôm nay Đó chính là cái thông tin liên quan đến văn bản hợp của Fed các bạn cuối cùng đã có rồi Và các bạn đã biết là mỗi một lần mà Fed hợp đó Chúng ta cũng đã nhìn thấy trên màn hình Thì mỗi một năm đó họ có lịch hợp là tháng 1, tháng 3, tháng 4 rồi tháng 6, tháng 7, tháng 9 rồi tới tháng 11, tháng 12 thì uh, mỗi cuộc họp này đó, khi mà xảy ra thì 3 tuần sau đó chúng ta mới biết văn bản cuộc họp như thế nào. Tại vì uh, sau khi họp đó chúng ta biết có cuộc họp báo uh, từ chủ tịch uh, John Powell nhưng mà văn bản họp chính thức đó, trong đó ai nói gì thì chúng ta phải đợi tới bây giờ mới biết được cho cuộc họp của tháng vừa rồi. Thì cái biên bản cuộc họp của Fed đó, cho thấy là họ muốn có thêm sự tự tin là lạm phát đang hướng tới mục tiêu là 2%. Và dữ liệu gần đây đó không làm tăng thêm sự tự tin đó. Thì cái văn bản này cho thấy là có một cuộc thảo luận dường như khá là dài về lạm phát tại cuộc họp. Những quan chức của Fed đã đề cập đến các rủi ro liên quan đến rối loạn chính trị và giá năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn và họ cũng nêu lên khả năng nếu như mà nới lỏng quá sớm đó sẽ làm lạm phát tăng trở lại, tại vì nếu như kích thích nền kinh tế quá sớm làm cho phần trăm lãi suất giảm xuống, người ta vay mượn, người ta chi tiêu nhiều hơn thì lạm phát lại tăng ngược trở lại, đó là một rủi ro tuy nhiên trong cuộc họp này họ cũng đề cập đến là thị trường việc làm đã cân đối trở lại rồi có nghĩa là họ lo lắng nếu như mà không có sự kích thích thì sẽ là một cái cảnh tượng là nhiều người đi kiếm việc làm hơn là việc làm dẫn đến là có cái phần trăm thất nghiệp tăng cao phần trăm thất nghiệp vẫn là thấp trong vòng bao nhiêu tháng qua các bạn nhưng mà đó cũng là một chỉ số khi mà mất kiểm soát rồi nên thì nó sẽ tăng rất là nhanh luôn và họ cũng nói là những công nghệ tiên tiến cùng với sự yếu kéo của nền kinh tế Trung Quốc và thị trường bất động sản thương mại đang xuống dốc cũng là những rủi ro nếu như mà không giảm lãi suất họ cũng lo lắng liên quan đến những cái công nghệ mới như là AI các bạn có làm cho nhiều người thất nghiệp hơn hay là không tại vì các bạn đã biết là Fed quan tâm tới hai điều phần trăm thất nghiệp và phần trăm lạm phát đương nhiên họ quan tâm đến AI rồi tại vì AI sẽ là một công cụ khiến cho nhiều người thất nghiệp. Các bạn thấy được là trong văn bản hợp cũng cho thấy cả hai bên đều có sự lo lắng thắt chặt quá lâu hay là thả lỏng quá sớm đều có cái rủi ro riêng của nó. Nhưng mà biên bản hợp này đó đương nhiên là của cuộc họp tháng vừa rồi thì nó chỉ bao gồm dữ liệu lạm phát của hai tháng trước. Đó không bao gồm báo cáo CPI của ngày hôm nay và chúng ta đã biết là CPI hôm nay đó đã không như mong đợi. Và đối với dữ liệu của hai tháng trước đó thì chủ tịch John Powell nói là có khả năng là số liệu của hai tháng này đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngắn hạn và cần thêm thời gian để xác nhận. Mọi người bây giờ đó thì vẫn đang chờ đợi xem cuộc họp đầu tháng 5 chủ tịch John Powell sẽ có những cái phần như thế nào. Còn bây giờ thị trường vẫn nghĩ là sẽ có hai đợt giảm lãi suất. Cho dù muốn hay không đó, thì cái áp lực đang rất lớn hiện bây giờ là giảm lãi suất. Áp lực chính trị cũng như là áp lực lo lắng liên quan đến nếu như mà không giảm và cứ kiên trì đó thì có thể đẩy lùi được lạm phát nhưng mà cái trả giá sẽ rất là cao các bạn, có thể trả giá bằng nền kinh tế. Bây giờ vẫn còn cơ hội để có thể có hạ cánh mềm nếu như làm lãi suất sớm. Nhưng mà đương nhiên điều đó cũng có nguy hiểm riêng đó chính là phần trăm lạm phát có thể tăng trở lại. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Bitcoin này các bạn Thì chúng ta thấy được là có cái update mới nhất liên quan tới Bitcoin Hitmap Thì không biết là nhiều bạn đến kênh cũng đơn giản thôi khi bạn nhìn vào biểu đồ này mới đầu nhìn rất là rối nhưng mà bên tay trái các bạn thấy được là có những con số như là dưới 1, 1 tới 10, 10 tới 100 thì đây là đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví như như là nhóm địa chỉ ví lưu trữ từ 1 tới 10 Bitcoin, 10 tới 100 Bitcoin rồi 100 tới 1000 Bitcoin và bên tay phải đó chúng ta có một cái thanh có nhiều màu này thì màu đỏ nghĩa là phân phối các bạn, nghĩa là có Bitcoin rời khỏi những ví đó và màu xanh đậm nghĩa là tích lũy các bạn, có Bitcoin nạp vào những ví đó và đương nhiên chính giữa màu vàng đó là không phân phối và không có tích lũy. Thì các bạn đã nhìn thấy được là trong thời gian từ tháng 3 cho đến đầu tháng 4 đó thì chúng ta có một cái đợt tích lũy rất là lớn đến từ tất cả những cái nhóm ví này luôn các bạn. Trước đó đó thì chúng ta đã thấy chỉ có những cái vôi tích lũy thôi. Những cái địa chỉ ví nhỏ hơn đó sau khi mà có Bitcoin Spot ETF đó thì lại có cái đợt sell the news nhưng mà sau đó giá lại tăng trở lên và khi mà giá tăng đó thì đáng tiếc đó là lúc mà nhiều những địa chỉ ví nhỏ lại tích lũy các bạn và gần đây chúng ta thấy được là có sự điều chỉnh á, thì gần đây chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ nhóm địa chỉ ví mà có nhiều bitcoin nhất đó đó chính là hơn 10.000 bitcoin các bạn đó là cái nhóm địa chỉ ví mà vẫn liên tục tích lũy cho đến ngày hôm nay không có dấu hiệu chậm lại hay là ngưng tích lũy còn lại tất cả những địa chỉ ví kia đó thì đã có dấu hiệu chậm lại và phần lớn đã ngưng tích lũy rồi khi nào hồi tôi tự trở lại đáng tiếc <laughs> những lúc mà giá bitcoin tăng cao vượt đỉnh cũ lập đỉnh mới thì đó là lúc mà chúng ta có nhiều địa chỉ ví nhỏ phô mô vào và tiếp tục thu mua các bạn nhưng mà tình hình bây giờ là chỉ có những cá voi cực lớn tích lũy bây giờ mà thôi và những cá voi đó cũng có thể là những địa chỉ ví liên quan tới con spot ETF mà chúng ta sẽ nói đến một lát nữa và chúng ta cũng sẽ nói tới phần trăm cơ có lời thì các bạn thấy được chúng ta vẫn đang nằm trong vùng màu đỏ và ngày hôm nay mức là 70.500 đô thì chúng ta mức là 96.8% đang có lời hiện tại dựa theo class no, thì cái phần trăm này đương nhiên rất lớn rồi các bạn tại vì chúng ta điều chỉnh nhưng mà rất là ngắn chúng ta nếu muốn thấy chỉ số này nguội lại một cách đáng kể đó chúng ta phải có một cái sự điều chỉnh sau đó tích lũy hàng ngàn một thời gian chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra mỗi lần mà giá xuống đó, thì lại nhanh chóng hồi phục trở lại các bạn gần đây chúng ta không có một đợt điều chỉnh nào giống như là năm 2020 hay là 21 hay là năm 2017 gì hết các bạn. Chúng ta có những được điều chỉnh mà nó kéo dài 3-4 tuần luôn và điều chỉnh khoảng chừng là 20 tới 30% đợt này chúng ta chỉ thấy được điều chỉnh khoảng chừng là 18 tới 20% và điều chỉnh chầm chậm chỉ có mấy ngày thôi các bạn đã hồi phục trở lại rồi. Có thể là tại vì chúng ta thấy hiệu ứng của Bitcoin Spot ETF có nhiều dòng tiền mới đi vào thị trường này. Chúng ta cũng có hàng loạt những tin tức tốt ngày hôm nay. Các bạn thấy được là có cái hội nghị thượng đỉnh Bitcoin Policy ở DC đây chúng ta cũng đã nghe một số những cái nhân vật nổi tiếng chia sẻ ngày hôm qua nhất là những người đến từ chính trị các bạn giống như chúng ta nói tới ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện ngày hôm qua đã phát biểu thì hôm nay đây chúng ta có uh, Paul Thanos, các bạn đây là bộ thương mại ở Hoa Kỳ thì ông nói gì các bạn đó chính là cái người bà bên tay phải các bạn nhìn thấy đó cái vòng tròn này và cái người bà bên tay trái đó chính là CEO của Riot Platform các bạn công ty đào lớn ở Hoa Kỳ cái người đứng bên tay phải đó đến từ bộ thương mại Hoa Kỳ để nói gì ông đã nói là Bitcoin sẽ đóng vai trò lớn trong nền kinh tế toàn cầu của tương lai lại. và chúng ta, nghĩa là Hoa Kỳ cần phải giữ vị thế quyền lực và ủng hộ đối với Bitcoin. Hoa Kỳ chỉ còn một khoảng thời gian hạn chế để chiếm lấy một phần của Bitcoin và cái mà ông nói tới đó là chỉ còn ít hơn 2 triệu Bitcoin còn lại mà chưa được đào mà thôi. Và nếu như muốn lấy phần đó đó thì phải có cái sự ủng hộ đối với thị trường Bitcoin này và Hoa Kỳ cần quyết định liệu chúng ta có muốn điều này nằm trong tay của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ hay là muốn cái số lượng Bitcoin còn lại này phân tón khắp thế giới. Thì các bạn thấy được là đây là những cái sự chia sẻ đến từ Bộ Thương mại ở Hoa Kỳ Không phải là thuận các bạn Nhiều khi đó thuận cảm thấy được là xưa nay đây là những gì mà chúng ta nói Và nhiều người nói chúng ta à, nói chuyện điên rồ <laughs> Nhưng mà thật ra các bạn thấy là đây là những cái lời phát biểu Đến từ những người đứng đầu của nhiều quốc gia Họ đều nói tương tự như vậy và chúng ta thấy được hôm nay đó không phải là bộ thương mà hoa kỳ đâu chúng ta còn một Ờ, nơi khác nữa chúng ta Netherlands cũng có những cái lời lẽ tương tự Thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn chúng ta cũng có tin tức rất lớn ngày hôm nay đây dựa theo Reuters thì Reuters nói là ở Hồng Kông đó họ sẽ chuẩn bị phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF trong tháng này các bạn không phải là đợi từ đây đến cuối năm mà trong tháng này sẽ có Bitcoin Spot ETF và đương nhiên đây là cái bước tiến tới rất là lớn và nhiều người kỳ vọng là những cái quỹ Bitcoin ETF Hồng Kông đó sẽ không có thua kém gì ở Hoa Kỳ đâu sẽ thu hút được nhiều nguồn tiền trong cái khu vực đó các bạn, khu vực ở châu Á thì chúng ta chờ đợi mà thôi. Reuters nói là có thể trong tháng này. Bây giờ đã là người 10 tây rồi, nghĩa là trong vòng 2 tới 3 tuần nữa đó các bạn. Và chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều quỹ ở Trung Quốc cũng đã đề xuất với lại bàn chứng khoán và giao dịch tại Hồng Kông để có thể có Bitcoin Smart ETF. Đây có thể là đánh dấu cái bước đầu tiên người dân Trung Quốc thật sự trở lại với thị trường này. Đương nhiên vẫn chưa mở rộng các bạn, cái này ở Hồng Kông mà thôi nhưng mà các bạn đều biết là Hồng Kông có thể là nơi đang được dùng để mà thử nghiệm chấp nhận crypto là như thế nào, mang lại lợi ích gì. Chúng ta cũng sẽ có thông tin đến từ New Zealand các bạn. Hôm nay cũng là một ngày mà thường đưa các bạn vòng quanh thế giới. Thì Bộ trưởng Thương mại New Zealand Andrew Bailey Tôi thì khá ấn tượng với cái uh, tên Bailey viết kiểu này các bạn, tại thường là Hoa Kỳ là viết khác. Nhưng mà Andrew Bailey chính là bộ trưởng bộ thương mại ở New Zealand và ông đã nói là New Zealand nên điều chỉnh và hỗ trợ phát triển của ngành crypto. Cách tiếp cận hiện giờ là chờ và xem đó, nghĩa là bây giờ họ chỉ muốn chờ và xem như thế nào mà thôi đối với crypto lâu nay. Có nghĩa là họ có thể bỏ lỡ những cái lợi ích từ sự phát triển của ngành này. Đó chính là điều được chia sẻ bởi bộ trưởng thương mại New Zealand đó là những tin tức tốt các bạn nhưng mà ngược lại đây chúng ta có những cái thông tin không được tốt ngày hôm nay nhất là liên quan đến Uniswap thì các bạn đã được là Uniswap đó, hôm nay đã nhận được cái Wells Notice từ SEC điều này nghĩa là gì? Thông cảm thấy nhiều khi chúng ta đọc thông tin trên Twitter đó thì mọi người cứ chia sẻ copy lẫn nhau của bạn và cứ nói là Uniswap nhận được Wells Notice nhưng mà không ai giải thích cái này là cái gì hết thì cái Wells Notice là một cái lá thư được gửi bởi SEC để mà thông báo cho một công ty nào đó biết là SEC đã điều tra và tin là công ty đó đã vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ và các cáo buộc đó sẽ được liệt kê trong cái Wells Notice đó và lý do gửi lá thư này đó là cho công ty đó cơ hội để mà tự minh bạch cho mình và thuyết phục SEC tại sao mà không nên khởi kiện. Nghĩa là đến bây giờ đó thì SEC vẫn chưa có chính thức kiện Uniswap nhưng mà SEC đưa thông báo này nghĩa là họ sẽ kiện đó. Tùy theo Uniswap nói gì thì trên căn bản khi mà SEC đã phát hành Wells Notice rồi đó, thì khả năng bị kiện là rất là cao các bạn khả năng mà có thể tránh cái vụ kiện rất thấp tại vì họ hầu như đã ra quyết định là sẽ kiện rồi ngoại trừ là một số trường hợp nhỏ giống như là có hiểu nhầm gì đó hay là đã có thông tin sai lệch về một cái gì đó thì SEC không kiện mà thôi nhưng mà đối với crypto đó, thì xưa nay họ gửi Wells Notice họ sẽ kiện giống như chúng ta đã nhìn thấy cái sự kiện liên quan tới Coinbase có thể là không phải ngày mai nhưng mà trong thời gian tới sẽ có thông tin liên quan tới SEC chính thức kiện Uniswap và đương nhiên họ kiện Uniswap tại vì họ nói Uniswap cũng là một cái sàn giao dịch dựa theo định nghĩa của chứng khoán và đã cung cấp dịch vụ trái phép và không đăng ký và các bạn thấy được là sau khi có tin thì đáng tiếc Uniswap cũng đã có một sự điều chỉnh xuống hiện bây giờ đã, đã mức là 9 đồng 49 sen các bạn đã giảm 14% trong khi hôm nay là một ngày mà phần lớn các đồng đều tăng trưởng thì rất là đáng tiếc và đương nhiên không biết là nhiều bạn một là sử dụng Uniswap hai nên là các bạn lưu trữ đồng Uni này thì cái này đương nhiên có sự ảnh hưởng rất lớn đối với các bạn rồi và chúng ta cũng đã thấy được SEC đó là một lần nữa thành công bảo vệ các nhà đầu tư và sau khi mà có thông tin đó đó các bạn thấy được là ở bên Uniswap thì founder của Uniswap chính là Hayden.it thì cũng đã có cái phản bác các bạn thì cũng khá là dài thôi sẽ không có đọc hết nhưng mà thuần tóm tắt một số những cái điểm quan trọng được chia sẻ. Thứ nhất đó, founder Uniswap nói là Uniswap Labs đã nhận được thông báo Wells từ SEC, nghĩa là SEC sẽ kiện. Thứ hai, thông báo này khiến cho Uniswap cảm thấy bực bội, thất vọng nhưng mà sẵn sàng chiến đấu, nghĩa là họ sẽ la to các bạn, họ sẽ không có chịu thỏa thuận đâu. Điều kế tiếp họ nói đó là Uniswap khẳng định các sản phẩm của họ là hợp pháp và tuyên bố hoạt động của họ là đúng đắn. Trái ngược với lại cách tiếp cận của SEC là nhắm vào những công ty uy tín lâu năm trong khi bỏ qua những công ty có vấn đề như là FTX. Điều kế tiếp họ nói đó là ban đầu Uniswap chỉ là một cái thí nghiệm về thị trường trên blockchain hoàn toàn tự động và cực kỳ tập trung và kể từ khi thành lập đó thì Uniswap đã xử lý hơn 2.000 tỷ đô la giao dịch liên quan đến nhiều nhà phát triển và đội ngũ sự ảnh hưởng rất là lớn đối với nhiều cái đội ngũ phát triển và kế đó đó họ nói là cơ sở hạ tầng của Uniswap được phát triển tại Hoa Kỳ tại vì sao họ có thể lựa chọn như là nhiều những cái dự án khác họ có thể là lựa chọn mở một văn phòng hay là cơ sở hạ tầng ở ngoài Hoa Kỳ nhưng mà họ không tại vì họ tin tưởng là họ không làm gì sai hết các bạn và họ được ca ngợi là minh bạch, công bằng, an toàn và có sự ảnh hưởng rộng rãi và quyết định hoạt động ở Hoa Kỳ dựa trên niềm tin vào tiềm năng của công nghệ blockchain và cam kết với sự đổi mới. Và họ nói là Uniswap có cái sứ mạng đối lập với sứ mệnh của SEC và cho là họ thực hiện tốt hơn mục tiêu của SEC trong việc bảo vệ nhà đầu tư duy trì thị trường một cách công bằng ý họ nói là cái giao thức Uniswap đó công bằng hơn minh bạch hơn và bảo vệ được nhiều nhà đầu tư hơn là cách mà SEC đang làm hiện tại và họ nói là cái cuộc xung đột với SEC đã dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm giống như là các bạn thấy là Ripple đến bây giờ cũng đã kéo dài 4 năm rồi vẫn chưa xong các bạn thì đây là một cái sự đáng tiếc tại vì kéo dài nhiều năm nó sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển các bạn và tốn rất là nhiều tiền khi mà biết được là những công ty như Ripple đó họ có tiền để mà chi không biết được là Uniswap có bao nhiêu tiền để có thể đối đầu với lại SEC nhưng mà họ nói là họ sẽ đối đầu thì hy vọng họ đã chuẩn bị nhiều tiền để mà đối đầu với SEC tại vì có thể lên tới tòa án tối cao các bạn tại vì những gì mà được nói đến là ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường DeFi chứ không phải là riêng Uniswap đâu và họ đã tuyên bố nhấn mạnh cam kết tiếp tục phát triển và đóng góp cho lĩnh vực DeFi, bất chấp những thách thức pháp lý. Cái phần cuối cùng này đó thì là một lời hứa thôi các bạn. Nói chung đó là chuyện này mới vừa xảy ra ngày hôm nay. Chúng ta phải chờ đợi để thấy rõ ràng hơn là thực lực của Uniswap như thế nào, những cái cáo buộc mà SEC đề cập tới đó là ra sao và khả năng thắng kiện của Uniswap như thế nào. Và những cái sàn giao dịch ấy, hiện bây giờ đang có đồng Uni thì họ có giống như là cái thời điểm à, của đồng XRP Khi mà Ripple bị kiện đó, thì hầu hết những sàn Hoa Kỳ đều delist đồng Ripple các bạn Đồng XRP thì không biết họ có làm điều tương tự với Uniswap hay là không Và nếu như vậy thì ít nhất ngắn hạn là tình hình rất xấu Chúng ta bây giờ vẫn chưa nghe nói đến sàn nào sẽ delist Uniswap hết các bạn Tại vì trên căn bản thì tới bây giờ SEC vẫn chưa đại đơn kiện chính thức. Nhưng mà chúng ta thấy được luật sư trưởng của Coinbase, đó chính là Paul Reward đã nhắc nhở mọi người là cách đây vài ngày đó trong vụ kiện giữa SEC và Coinbase thì SEC đã khẳng định ứng dụng ví tiền điện tử không thể là một đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán. Nhưng mà hôm nay họ lại kiện Uniswap các bạn. Trên trang mạng các bạn biết là Uniswap đó chỉ là một cái giao thức mà thôi. Các bạn kết nối với điện tử để các bạn giao dịch trực tiếp trên một cái giao thức đó chứ còn Uniswap đâu phải là sàn nữa các bạn từ văn bản của tòa đó đây là văn bản của tòa trong tuần rồi các bạn và đã nói rõ ràng là ứng dụng wallet ứng dụng ví đó không thể thương lượng điều khoản giao dịch không thể đưa ra được khuyên đầu tư không làm hợp đồng vay mượn giữ tiền của khách hàng xử lý tài liệu giao dịch hoặc là không thể tiến hành định giá tài sản cho nên những cái ví điện tử đó thì không thể cho là một cái broker được định nghĩa broker đầu đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán của SEC trên căn bản đó trên Uniswap các bạn chỉ kết nối với cá nhân để mà sử dụng mà thôi và đó là một giao thức phi tập trung thì làm sao mà nói đó là một cái sàn giao dịch mà không đăng ký được các bạn đó chính là cái sự chia sẻ đến từ Paul Rewar nếu như mà Paul Rewar đã nói như vậy thì khả năng cao là Coinbase cũng sẽ không list UD các bạn hy vọng những sàn khác cũng sẽ không như vậy nhưng mà đó là tin tức xấu ngày hôm nay liên quan tới Uniswap dẫn đến giá giảm các bạn trong một ngày mà à, có cái sự tiến triển tốt về giá cả như vậy. Và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Bitcoin Spot ETF đi thì chúng ta đã có những thông tin cuối cùng ngày hôm nay rồi các bạn. Hôm nay đó cuối cùng chúng ta cũng đã có một cái ngày có dòng tiền dương và điều thú vị đó hôm nay chúng ta thấy được là cái lực bán đến từ Rayscale đó chỉ có 17.5 triệu thôi các bạn. 17.5 triệu là ở đây này các bạn gần như 18 triệu. Đây là cái con số bán thấp nhất thấp nhất luôn kể từ khi bắt đầu chưa bao giờ chúng ta có một ngày bán thấp như vậy và chúng ta thấy được là có một sự chia sẻ đến từ Rayscale CEO ngày hôm nay đó thì ông nói là cái lực bán nhiều liên tục cái số tiền lớn rút khỏi Rayscale đó thì có thể đã là quá khứ rồi thì nghĩa là ông không có bất kỳ lý do gì nghĩ là trong tương lai sẽ có nhiều tiền rời khỏi liên tục nữa. Tại vì lý do đó là có những cái đơn vị như là FTX, như là Genesis họ cần phải rút cái số lượng lớn GBTC để mà sử dụng tại vì họ đã phá sản rồi. Cho nên chúng ta mới thấy dòng tiền lớn rút ra liên tục. Chứ còn bây giờ đó thì ý ông nói là không có lý do gì nghĩ là sẽ có dòng tiền lớn rút ra liên tục như vậy. Đương nhiên sẽ có những ngày mà có đột ngột, có số lượng lớn rút ra nhưng mà nó không phải là một cái gì đó sẽ liên tục đâu. Và ít ra tuần này đó cũng chứng chứng minh được là chúng ta có một ngày có giống như là khoảng 300 triệu rút ra ngày hôm xa là 154 triệu hôm nay chỉ còn có 17.5 triệu mà thôi và những quý khác đó thì vẫn tiếp tục thu vào các bạn hôm nay đó thì cái lực thu vào cũng không bao nhiều chúng ta thấy được BlackRock thu vào là 33.3 triệu kế đó là phải đeo đi là 76.3 triệu kết quả chúng ta có một ngày là dương 123 triệu bệt hay vẫn tốt hơn là chúng ta có một ngày âm như là hai ngày vừa qua các bạn nếu như mà hôm nay chúng ta có dòng tiền âm đó, Thì chắc là không buồn lắm <laughs> cho bạn đây được Tracer chỉ bán có 17 triệu Mà những quỹ còn lại không thu vào 17 triệu Thì chắc một ngày mà chúng ta sẽ không được vui đâu Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là dương 123 triệu Và tính tới bây giờ đó Các bạn có biết là ở Hoa Kỳ có tổng cộng là 3.500 ETF Và tính tới bây giờ đó Thì cái Bitcoin ETF của BlackRock Đã trong top 100 rồi các bạn Top 100 trong vòng chỉ có 3 tháng thôi mà Bitcoin Spot ETF của BlackRock đã vào thấp 100 rồi. Cho các bạn thấy được là cái sự quan tâm đến sản phẩm này là như thế nào. Và chúng ta cũng biết thêm hai công ty cố vấn tài chính đang đầu tư vào quỹ Bitcoin Spot ETF. Thứ nhất đây chính là Signal Advisors, họ là một công ty khởi nghiệp sở hữu khoảng chừng là 20.571 cổ phiếu của quỹ BlackRock các bạn. Và chúng ta thấy được là kế đó là Wedmont Private Capital, họ sở hữu là 3.000 471 cổ phiếu của quỹ Fidelity Bitcoin ETF Chúng ta càng ngày càng có thêm tên tuổi của những công ty mà đi thu Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ Và các bạn thấy được là chỉ mới bắt đầu mà thôi đã có một số những cái công ty tư vấn tài chính họ tích lũy Bitcoin Spot ETF rồi Có thể là tích lũy cho khách hàng của họ và chúng ta cũng có tin tức là Coinbase ngày hôm nay đã có sự hợp tác và họ sẽ cho phép khách hàng ở Vương quốc Anh có thể mua Bitcoin sử dụng Apple Pay. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch và thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.